Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nơi có thời tiết khắc nghiệt và đáng chú ý nhất trên cả nước trong ngày và đêm nay sẽ là các tỉnh miền Trung khi nắng nóng đã kéo dài sang ngày thứ 15 tại đây. Trong đó có nhiều điểm đạt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt khiến sinh hoạt và sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn. Và dự báo là nắng nóng sẽ còn xảy ra trong thời gian tới tại đây. Nguyên nhân là do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn khô nóng, độ ẩm trong không khí theo đó cũng giảm xuống và phổ biến ở dưới 50% vào trưa chiều. Mức nhiệt cao nhất trong hôm nay ở một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên vẫn duy trì ở ngưỡng cao từ 36 đến 38 độ. Thậm chí ở khu vực vùng núi phía Tây miền Trung vẫn có những điểm nhiệt độ cao 39 đến 40 độ. Chỉ riêng Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận từ sáng đến trưa chiều thì trời có nắng nhưng không quá gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ. Sau đó từ chiều tối thì mưa rào và dông xảy ra. Những cơn mưa và dông sẽ làm cho tình trạng hạn hán ở ba tỉnh này giảm bớt, nhưng nó cũng có thể mang theo các hiện tượng cực đoan như là tố lốc và gió giật mạnh. Người dân cần chú ý để đảm bảo an toàn. Với các tỉnh phía Nam, gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên mưa sẽ gia tăng về diện và lượng. Mưa có lượng lớn tập trung nhiều về chiều tối và đêm. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh cũng như nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông, giờ tan tầm. Do mưa xuất hiện sớm nên nền nhiệt cao nhất trưa chiều ở Tây Nguyên giảm còn từ 29 đến 32 độ, Nam Bộ cũng hạ xuống dưới ngưỡng 35 độ và không có nơi nào xảy ra nắng nóng. Trở ra với các tỉnh miền Bắc, trong hôm nay do vùng thấp nóng phía Tây phát triển trở lại nên Bắc Bộ sẽ quay trở lại trạng thái thời tiết nắng sớm và nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ tăng thêm từ 2 đến 3 độ. Các tỉnh vùng núi và Trung Du nhiệt độ là 35 đến 36 độ. Khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ sẽ là 36 cho tới 38 độ. Nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ. Tuy nhiên nắng nóng sẽ không kéo dài bởi vì từ tối và đêm nay do ảnh hưởng của hình thế gây mưa nên Bắc Bộ sẽ bắt đầu một đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài đến ngày 15 tháng 6, có nơi đạt lượng mưa vừa đến mưa to. Người dân cần đề phòng tố lốc cũng như là sạt lở đất đá khu vực đồi núi trong cơn dông. Chuyển ra những thông tin thời tiết biển. Ngày hôm qua, áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông và đến ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Tây Bắc về phía đất liền của Trung Quốc. Theo nhận định của nhiều trung tâm khí tượng trên thế giới và khu vực, thì áp thấp nhiệt đới sau là bão không tác động trực tiếp đến đất liền của nước ta. Tuy nhiên, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau là bão và hoàn lưu của nó sẽ gây ra tình trạng biển động mạnh ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa. Còn với khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông gia tăng. Trong cơn dông, tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh, tàu thuyền hoạt động cần chú ý để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Như vậy, trong 24 giờ tới, nắng nóng vẫn xảy ra ở các tỉnh Bắc và Trung Bộ, trong đó có những điểm nắng nóng gay gắt, còn Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông gia tăng. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 13 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị! Thank you.